Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chuyện lạ, VinFast tự phát hiện lỗi và thu hồi xe VF5. Ngày 6 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin, VinFast thu hồi 6.000 xe VF5 để thay công tắc tổ hợp. Theo AFA, VinFast vào ngày 6 tháng 2 đã thông báo chương trình thu hồi gần 6.000 xe VF5 sản xuất tại Việt Nam để thay công tắc tổ hợp cần gạt tay trái trên vô lăng. AFA cho biết Thông báo của Vinfast được truyền thông trong nước và một hãng tin nổi tiếng quốc tế đã loan đi. Theo đó, số xe phải thu hồi để thay thế công tắc tổ hợp được sản xuất từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023. Và đây là hình bản tin trên RFA. Đối với số xe này, qua quá trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm định kỳ, Vinfast phát hiện đèn chiếu sáng phía trước có thể bị tắt nếu tài xế gạt mạnh công tắc tổ hợp, cần gạt tay trái trên vô lăng để bật xi nhan trái. Tình trạng như vậy có khả năng làm giảm tầm nhìn nhất thời. AFA dẫn thông báo của VinFast cho rằng, hiện tượng như vậy chỉ xảy ra khi xe đang hoạt động ở tốc độ từ 50 đến 55 km h vào buổi tối và bật đèn ở chế độ tự động. Hiện tượng không xảy ra, tài xế bật đèn ở chế độ thông thường, không để ở chế độ tự động. Theo VinFast, nguyên nhân gây ra hiện tượng vừa nêu là do lỗi thiết kế bản mạch điều khiển từ nhà cung cấp linh kiện. Đây có thể nói là một sự kiện rất lạ, vì các hãng xe chủ động thu hồi xe bị lỗi là chuyện bình thường. Mới nhất vào ngày 20 tháng 1 vừa qua, ông lớn Toyota đã ra lệnh triệu hồi 26.000 xe trên toàn Việt Nam. VinFast cũng từng có đợt triệu hồi 2.700 xe VF8 vì lỗi màn hình vào tháng 5 năm 2023 tại Mỹ. Tuy nhiên, lần triệu hồi xe VF8 trước đây là do VinFast gặp phải một áp lực rất lớn tại thị trường Mỹ khi các kênh truyền thông lớn về xe hơi tại Mỹ liên tục có bài vạch trần lỗi của VF8. Và đây là hình mẫu xe VF5. Lần này dường như VinFast không gặp áp lực gì, xe VF5 mới chỉ bán tại thị trường nội địa chứ chưa xuất khẩu. Mà với thị trường nội địa, VinFast chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè bẹp mọi sự bất mãn, mọi review bôi xấu. Đó là thói quen hành xử không chỉ của VinFast mà là của Vin nói chung. Tất cả những khách hàng có bất mãn với Vin đều bị nhận cách đối xử thô bạo và chịu hậu quả nặng nề như bị công an sách nhiễu, thậm chí là đánh đập, bắt cóc tạm giam. Vậy tại sao VinFast lại chủ động triệu hồi xe VF5 bị lỗi, mà đặc biệt lỗi này do VinFast tự phát hiện, chứ không phải do khách hàng phản ánh? Hơn nữa, liệu xe VF5 có thực sự bán được đến 6.000 chiếc hay không? Bởi theo thông tin trên chính website của VinFast, thì đến tháng 6 năm 2023, VF5 mới chỉ bán được 1.977 chiếc mà thôi. Mà sau đó vào nửa cuối năm 2023, lượng xe VinFast bán ra đã chững lại do những phản hồi quá tệ từ thị trường Mỹ và cả từ khách hàng trong nước, khiến VinFast phải có hành động không giống ai, tự bán xe cho chính mình. Và đây là hình ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast, đồng thời mới nhận vai CEO của VinFast. Phải chăng VinFast đang quay xe chuyển hướng qua cách xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp thiện chí có trách nhiệm. Mong rằng VinFast có trách nhiệm thực sự, chứ không phải làm màu diễn cho thiên hạ xem. AFA cho hay, trong năm 2023, VinFast bán ra được gần 35.000 xe hơi điện, số này thấp hơn mục tiêu đề ra là 50.000 chiếc xe. VinFast luôn bày tỏ mong muốn cạnh tranh với những hãng sản xuất xe điện lớn trên thế giới như Tesla của Hoa Kỳ và nỗ lực chen chân vào thị trường quốc tế. Cũng vào đầu năm 2024, ông Phạm Nhật Vượng và bà Lê Thị Thu Thủy đã hoán đổi vị trí cho nhau trong VinFast. Ông Vượng trở thành CEO của VinFast toàn cầu. Phải chăng hành động lần này là ông Vượng muốn thể hiện ông văn minh hơn, có văn hóa hơn đám tay chân của ông chăng? AFA cho biết thêm, tại thị trường Hoa Kỳ, VinFast phải chật vật khi bán ra sản phẩm xe hơi điện. Tuy vậy, hãng kiên trì cho rằng nếu thành công được ở Mỹ, sẽ thành công tại những nơi khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chuyện lạ, VinFast tự phát hiện lỗi và thu hồi xe VF5. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Biến trách nhiệm chính trị thành trò hề Ngày 5 tháng 2, blog Trần Văn trên VOA có bài Trách nhiệm chính trị và Bộ Chính trị. Tác giả Mỹ Mai, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục biến trách nhiệm chính trị thành show mà thiên hạ chỉ có thể lắc đầu ngoài ngoại. Theo đó, tại phiên họp bất thường ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đã đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa này. Tác giả bình luận nói cách khác, Bộ Chính trị nói riêng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 nói chung không trách móc phiền hà gì về ông Trần Tuấn Anh. Ông ta tự giác thôi mọi thứ vì tự trọng, bởi nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, nên đột nhiên đứng dậy chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Và đây là hình bài trên blog Trần Văn theo tác giả, muốn biết ông Trần Tuấn Anh có tự trọng hay không và khả năng ông ta tự giác tới cỡ nào thì cần nhìn lại những câu chuyện đã xảy ra. Tác giả nhắc lại dự án xây dựng nhà máy thép ở Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận hồi năm 2016. Các nhà khoa học và những người am hiểu vùng này đã phân tích rất cặn kẽ cả rằng ở vùng đất khô hạn Ninh Thuận, dù gom hết nước từ tất cả các nguồn cũng không đủ để vận hành nhà máy. Chưa kể sẽ làm dân trong toàn tỉnh chết khác và khu vực nam ninh thuận sẽ bị sa mạc hóa tuy nhiên tác giả cho hay ông trần tuấn anh đã mang hàm bộ trưởng của ông ra đánh cược rằng sẽ từ chức nếu dự án không thành công sở dĩ ông sững cọ như vậy vì dự án này do công ty tôn hoa sen làm chủ đầu tư mà ông lê phước vũ chủ tịch tôn hoa sen là chồng của bà trần mỹ hạnh em gái của vợ ông trần tuấn anh dự án này sau đó bị chính phủ ra lệnh tạm dừng tôn hoa sen rút lui nhưng ông Trần Tuấn Anh vẫn cứ làm Bộ trưởng Công thương đến năm 2021 và gây ra thêm nhiều scandal nữa. Ví dụ như điều ông ra đến tận chân thang của phi cơ để đón vợ con. Và đây là hình ông Trần Tuấn Anh. Tác giả nhận xét, phạm vi trách nhiệm của Bộ Công thương rất rộng và hiệu quả hoạt động của bộ này liên quan mật thiết đến kinh tế xã hội Việt Nam, nhưng việc soạn thảo để trình chính sách, thực hiện các kế hoạch về quốc tế, dân sinh của Bộ Công thương chẳng khác gì nhận lương để phá. Thế nhưng ông Trần Tuấn Anh vẫn tiếp tục thăng tiến. Tác giả đặt câu hỏi, vì sao Bộ Chính trị rộng hơn là Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, không áp dụng các quy định của đảng và của pháp luật để truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu, mà lại chấp nhận cho ông Trần Tuấn Anh tự từ chức. Khả năng cho phép tự từ chức chỉ có thể xảy ra khi cần thỏa hiệp hoặc để tránh việc Bộ Chính trị phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn thành viên, điều hành hoạt động kém cỏi thậm chí có tiêu cực dẫn tới tình trạng nhiều ủy viên Bộ Chính trị cũng vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tác giả đánh giá, chỉ trong vòng một năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã nhất trí để 3 ủy viên Bộ Chính trị thoát ly. Trừ ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng, bị loại trừ chưa rõ lý do. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, cũng thoát ly với lý do tương tự như ông Trần Tuấn Anh. Sắp đặt như vậy có khác gì vinh danh ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Tuấn Anh vì chỉ có họ mới đủ tự trọng để từ chức, thành ra tư cách hơn xa các thành viên còn lại trong bộ chính trị. Tác giả tiếp tục thắc mắc, tại sao các thành viên còn lại trong bộ chính trị chưa nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân và thoái thác trách nhiệm chính trị của người đứng đầu? Họ không dũng cảm bằng ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Tuấn Anh hay sao? Tại sao các thành viên còn lại trong bộ chính trị lại thiếu không ngoan đến mức chọn phương thức xử lý giống như tự thoá mạ mình và biến trách nhiệm chính trị thành trò hài không ai cười nổi như vậy? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin biến trách nhiệm chính trị thành trò hài. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới